Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phi Vlog của mình nha. Ok, thì ngày hôm nay hai anh em mình sẽ thực hiện một cái video là đại chiến diều máy bay với diều cá vàng nha các bạn. Đây là hai con diều, hôm nay mình sẽ cho hai con đại chiến cua dây với nhau. Thì xem thử coi con nào mạnh hơn nha. Thì hai anh em mình cũng thả cùng một cái loại dây luôn nha các bạn. Cái đó dây trắng này luôn, y chang vậy luôn. Thì xem thử coi con diều nào mạnh hơn thôi. Đây là con diều cá vàng nè các bạn ơi. Hoặc con diều máy bay luôn. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ cho thả lên thiệt là cao, rồi sau đó sẽ cho hai con cua dây nhau. Thì coi thử đây, con diều nào sẽ là con diều mạnh hơn và thả đầm hơn nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho Nhóc Bi thả con diều máy bay của Nhóc Bi lên trước nha. Nhóc Bi coi chơi cuồng dây cỡ này nè các bạn. Cuồng dây này rất là nhiều luôn nha các bạn ơi. Thả hết cuồng này là chắc tới mây luôn á. Ok, giờ em thả con diều máy bay em lên trước đi. Đây nha. Cho Nhóc Bi thả diều máy bay lên trước. Hiện tại giờ cũng đang có gió mạnh luôn các bạn ơi. Diều cá vàng của mình cũng sung dữ lắm rồi nè các bạn ơi. Muốn lên dữ lắm rồi. Để cho Nhóc Bi thả con diều máy bay lên xong rồi là tới mình thả con diều cá vàng nha. Nhóc Bi đang thả các bạn ơi. Ok, dứa được rồi Bi ơi. Dứa được rồi. Ok, bây giờ thì Nhóc Bi thả con diều máy bay lên rất là cao. Giờ tới mình thả con diều cá vàng của mình nha. Đứng im chỗ luôn hả? Diều cá vàng này cũng đứng im chỗ nè, con nào cũng đậm hết trơn á. Kèo này là kèo ngang kèo luôn nha các bạn ơi. Kèo này là ngang kèo luôn á. Mình sẽ thả con diều cá vàng lên luôn nha. Hai con diều này con nào cũng đậm hết trơn nha các bạn. Diều máy bay đứng chỗ luôn nè các bạn ơi, các bạn thấy ghê không? Rất là đậm luôn. Con diều máy bay các bạn nhìn kìa, đứng chỗ luôn. Ghê thiệt chứ, mấy con diều này đầm dữ thiệt. Coi con diều cá vàng của anh thả lên nó cũng đầm y chang gì luôn nè. Chưa, anh thả cao lên cho bằng Nhóc Bi luôn rồi mới chơi nha. Gối dây rồi các bạn ơi. Gối dây rồi. Ok, sẽ thả lên nha. Diều em lên cao thì bao năm rồi. Nó dướng vô dây của cưng này hay gì nè. Ok, chỗ qua đây. Mình sẽ thả lên cho bằng diều Bi gần hết dây nè các bạn ơi. Hết cuộn dây này là bằng diều của Nhóc Bi á. Ôi, quay. Bị sức cuộn dây ra các bạn ơi. Mình bị giục cuộn dây á các bạn. Gần bằng diều Nhóc Bi rồi đó các bạn ơi. Ok, mình chừa lại nhiêu đây nha các bạn, chừa lại nhiêu đây để nó giữ cố định cái cuộn dây nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Diều máy bay đâu rồi? Hai con diều này bay rất là đầm luôn, dễ xem. Một con đây, con diều hai con. Bữa nay là trận đại chiến giữa diều máy bay và con diều cá vàng ba đuôi. Bữa nay cá vàng lên trên không đại chiến với diều máy bay luôn. Cá vàng chỉ chiến thắng dưới nước thôi. Cá vàng chỉ dưới nước thôi hả? Bữa nay cá vàng dưới nước bay lên xử lý diều máy bay luôn. Ok các bạn ơi. Thì bây giờ hai con diều đã thả lên rồi nè các bạn. Thì bây giờ hai mình sẽ chơi với nhau nha. Quấn cột dây lại Bi ơi. Nè, quấn vô, quấn dây nha các bạn, quấn dây lại rồi xong hai mình sẽ cưa với nhau nha. Quấn hai vòng thôi được rồi. Ok các bạn ơi, thì hai anh em quấn xong rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua mé bên đây nha. Đi qua mé bên đây rồi sau đó mình sẽ cưa với diều của Nhóc Bi nha các bạn. Hai con quấn với nhau đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cưa, hai con sẽ cưa.
không biết con nào sẽ đứt đây. À, cái mối dây nè các bạn ơi, mối dây ở trên đây nè thì sẽ cười nha. À, cái này đứt cái chắc mắc con gì luôn á Bi ơi. Kìa các bạn ơi, nhóc Bi giật dữ rồi kìa. Hả? Đứng giật dữ rồi kìa các bạn. Giật dữ rồi. Ok, của mình cũng giật luôn. À, không biết con nào sẽ là con bị ra đi đây. Kèo này ngang kèo nha các bạn, hai con bay ngang nhau luôn. Rồi, con nhóc Bi đứng kéo rồi các bạn. Mình cũng kéo luôn, hai thằng đứng kéo luôn. Cây kéo hồi nóng dây nó sẽ bị đứt nha các bạn ơi. Rồi. Nãy giờ chưa đứt nữa. Hai con này trâu bò quá. Anh cảm giác là nó gần đứt dữ lắm rồi đó. Cố lên nào Diều ơi. Cắt đứt dây nó đi. Cắt đứt dây nó đi Diều ơi. Nãy giờ chưa thấy động tĩnh gì nữa ta, chưa đứt dây nữa. Lâu quá bây. Sao hai con này dai trâu bộ vậy? Hồi đợt trước mình cưa một tí là đứt rồi. Ok, mình đặt cái máy xuống, mình xuống mình giật cho nó mạnh nha các bạn. Giật cho lẹ nha. Đó, sáp lại đó. Sáp lại đây các bạn ơi. Giật nè, giật nè. Đứt nè. Đứt nè. Mình thấy là sắp đứt dữ rồi các bạn ơi. Sắp đứt rồi đó. Chơi đó. Chơi đó. Chơi. Ồ, té liền. Ok, con Diều máy bay của nhóc Bi ngã rồi các bạn ơi. Chơi đó con. Chơi đó con. Chơi. Ồ. Ok, Diều máy bay của nhóc Bi rồi, ngã rồi các bạn ơi, rất đài kìa. Ê, chơi đó con ơi. Gớt đại nè. Đó. Chơi đó con. Chơi đó con. Té nè. Chơi với anh đó Bi. Gớt đại nè. Gây cấn quá các bạn ơi. Hai con Diều đấu trên không gây cấn quá rồi. Chơi đó con. Chơi đó con. Quất nè. Quất nè. Quất nè. Té chưa. Té chưa. Té là chơi hả Bi, chơi hả Bi, giật à, chơi nhiều nhóc à, nhóc Bi à, té xỉu luôn các bạn, giật té xỉu luôn à, rồi sức rồi Bi ơi, sức rồi chạy lên đây. Hey, ok các bạn ơi, bây giờ tiếp theo cuộc hành trình nha các bạn. Hồi nãy nó bị vuột ra, bây giờ hai anh em mình thả lên lại rồi. Ở bây giờ thì quấn dây lại nha các bạn ơi. Đây. Nhiều máy bay của nhóc Bi nãy đấu quá trời, nó bị cái cánh nó bị nẻ hết bên này các bạn. Bây giờ mình sẽ quấn dây vô nha. Đây. Quấn vô. Quấn 2-3 vòng nha. Đó. 3 vòng đi. Rồi ok. Rồi cưng cầm dây của cưng kìa. Rồi cưng đi qua xích bản đi, Bi đi qua xích bản đi. Đó. Ok, bây giờ anh em mình sẽ cưa lại nha. Ở Diều nhóc Bi lên lại các bạn ơi. Tại vì do ít gió quá. Ôi, Diều nhóc Bi bị gãy hết bên cánh. Giờ lẻ xuống dưới rồi các bạn. Nãy Diều mình dập quá chịu không nổi. Đó, lên lại rồi, lên lại rồi. Quay, 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 rồi, 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 rồi. Xong luôn. Xong luôn rồi các bạn ơi. Ok, tính đâu gớt mà. Giờ chạy bay lên lại rồi các bạn ơi. Tiếp tục nha.
tính tao vừa nhớ quy rớt ai về lên lại rồi. Ai nữa, ai nữa ơi, ôi nó bị gà, nó bị gãy hết bên cánh rồi Bi ơi. Vừa máy bay có cưng bị gãy hết bên cánh rồi nè. Nãy bị anh dìu anh dập quá mà. Kiểu này chắc sống không thọ rồi. Ở lên lại các bạn ơi. Wow, hai con chiến này nha các bạn. Giật nha nhóc Bi. Nhóc Bi giờ giật dữ rồi các bạn ơi. Ôi giờ anh đứng dậy rồi. Ôi giờ mình đứng dậy rồi các bạn ơi. Ôi gớt luôn rồi. À, diều nhóc Bi nó bị gãy cánh nhưng mà nó đâm diều mình gớt luôn rồi các bạn. Ok, xong luôn rồi. À, diều con nhóc Bi nó bị tật mà nó bị tàn phế mà còn quất diều mình đứt dây nằm tuốt bên kia kìa các bạn. À, ok. Ok các bạn ơi, thì hồi nãy là lần đầu tiên là con diều mình quất con diều của nhóc Bi bị gãy hết cánh nha các bạn. Nói thì lần thứ hai thả lại thì con diều mình bị diều nhóc Bi cui đứt dây các bạn ơi. À, công nhận diều nhóc Bi bị gãy một tay mà nó còn trâu lì nữa nha các bạn. Thì xíu quẹ. Ok thì có lẽ mình hai đứa mình sẽ kết thúc video tại đây luôn nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ chạy qua bên kia mình lượm lại con diều nha. Đó, các bạn xem video thấy thú vị thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Phi Vlog của mình nha các bạn. Ok thì bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp nha. Bye.